À, dạ em Dương Mục Kết xin được mến chào tất cả quý cô bác anh chị nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của em Nguyễn Thái Dương. Thì hôm nay là trên cái con đường em đang đi thu mua cái quả mục kết, cái cây mục kết, thì là em quay cho các bác xem phía sau lưng em đây là có một cái cây mục kết rất là to và hoa rất là sai. Nhưng mà đây là một cây mục kết đực nhiêu nhá. Đây là một cây mục kết đực ra hoa rất là sai nhưng mà không có quả bao giờ cả. Đấy, quay cho các bác xem này. Hoa sai như là hoa vải luôn, hoa nhãn luôn, nó sai trắng cả cây luôn nhưng mà nó không đậu được quả nhau nhá. Thì đối với chia sẻ với lại tất cả anh em đi buôn mục kết, đấy là nhiều anh em cũng mới vào nghề thì là mình thậm chí là mình không biết cây nào là cây đực, không nào biết cây nào là cây cái, thì các bác có thể xem cái video này để tránh phải mua phải những cây đực nhau nhé. Bởi vì thực tế là mình đi mua nhưng mà nhiều người dân là người ta biết là cây đực rồi nhưng mà các bác vẫn bán cho mình bình thường. Đấy, đây các bác có thể thấy này, những cái chùm hoa này. Đấy, những cái chùm hoa rất sai này nhưng mà nó là hoa đực, nó không ra quả, nó không đậu quả được đâu các bác. Đây này các bác này, hoa nó tàn hết đi này, không đậu quả nhau nhé. Đấy, đối với cây bồ kết thực sinh thì nó có tỷ lệ cây đực rất cao. Đấy, cây này thì rất gần ở nhà em. Đấy, cây này ở cách nhà em có một đoạn thôi. Nếu mà cô bác anh chị nào mà lên trực tiếp nhà vườn tham quan hoặc là giao lưu với em Dương thì em sẽ dẫn các bác đi xem cái cây bồ kết đực này ở gần nhà em. Cây đực ra hoa rất nhiều chứ không phải là không ra hoa nhau nhá. Chia sẻ cho anh em đi buôn bồ kết, nếu mà anh em mới đi ấy, thì anh em lưu ý rằng là hoa sai nhưng mà mình phải nhìn thấy quả thì mình mới mua nhau nhá. Ít nhất là các bác có thể là nhìn thấy là cái quả khi nó bé thì là nó cũng đậu ở những cái đầu cành này. Ở những cái đầu cành này nó sẽ đậu những cái quả nó móc móc, nó kiểu như là cái móc câu á. Thì là mới số tiền mới mua được nha mọi nhá. Còn nếu mà mình không nhìn thấy quả thì không mua được. Bởi vì là nếu mà cây bác không quen thuộc thì nó là thậm chí nó là cây đực đấy các bạn. Càng hoa sai thì nó càng dễ là cây đực nha mọi nhá. Không phải là hoa sai mà nó là cây bồ kết cái đâu. Đấy, đây là một cái cây bồ kết thực sinh. Gai của nó thì mọc chi chít luôn ạ. Đây là cái phần gai này. Đấy, rất dài. Rất dài và rất to. Đó. Nó mọc từ gốc lên luôn. Đấy, đây này. Rất nhiều gai các bác nhá. Hàng ngày thì em Dương sẽ quay những cái video để chia sẻ về những cái cách trồng và chăm sóc cây bồ kết này. Quý cô bác anh chị nhà mình theo dõi, đừng quên cho em Dương xin một lượt đăng ký kênh. Đấy, trên kênh này thì em sẽ đăng tải những video hướng dẫn trồng và chăm sóc cây bồ kết này. Đối với những cái cây bồ kết đực như thế này ấy, thì các bác chỉ có cắt bỏ đi thôi. Còn bây giờ có bỏ một cây to như này, nếu mà mình ghép đúng không ạ, mình ghép thì mình mất bao nhiêu tiền ghép và mất bao nhiêu công, mất bao nhiêu tiền mắt ghép cho nó vừa được. Cho nên là em Dương cũng từ trước giờ vẫn khuyên tất cả các bác anh chị nhà mình là nếu mà mình trồng cây bồ kết thì mình không nên trồng cây bồ kết từ hạt. Đấy, cây nó ra cây đực như này thì rất phí. Đấy, bác bảo là mình trồng mất bao nhiêu năm nó mới được một cây là cây được phía sau nhà em đây. Đấy, mà nó là cây đực thì bây giờ giải quyết kiểu gì ạ, bây giờ chỉ có chặt bỏ thôi. Đá thì nó chặt vườn, cái này gỗ này thì nó không giải quyết được cái gì nhau nhé, gỗ này nó bị mọt hết. Đấy. Cũng chia sẻ với bác một chút như vậy. Em Dương xin phép dừng cái video tại đây. Mọi người có câu hỏi gì, thắc mắc, băn khoăn thì có đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này nhé. Xin trân trọng kính chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.